Bảo mẫu khai dùng tay đánh vào đầu cháu bé 6 tháng tuổi, bị tổn thương não 99%. Trong quá trình chăm sóc bé trai 6 tháng tuổi, thấy bé quấy khóc, Linh đã dùng tay đánh nhiều cái trên đỉnh đầu khiến bé dần tím tái và dẫn đến nguy kịch. Đánh nhiều lần vào đầu vì bé quấy khóc. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh, 30 tuổi, bạo hành trẻ là bé N, DHA, 6 tháng tuổi, dẫn đến dập não lên công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra về tội giết người, quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo điều tra ban đầu, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh, quê huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, tạm trú tại chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, không có việc làm nên tự nhận giữ trẻ tại nhà. Mỗi bé được Linh nhận giữ với giá từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong căn hộ của mình, Linh nhận giữ 3 bé, từ 1 đến 2 tuổi và cháu bé NDHA, 6 tháng tuổi. Bé A được gia đình gửi cho Linh trông giữ từ ngày 6 tháng 1. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 1, anh T ở chung cư Lê Thành là ba ruột cháu Hoàng Anh mang cháu đến căn hộ của Linh để Linh giữ và chăm sóc cháu. Khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 1, cháu A ngủ dậy, cháu liên tục quấy khóc và đi vệ sinh trong tã. Linh đặt cháu A nằm trên một tấm chăn được trải dưới nệm, tư thế nằm ngửa, sau đó Linh thay tã cho bé. Tuy nhiên, cháu A vẫn liên tục quấy khóc, tay chân cử động làm Linh không thay tã được. Bảo mẫu này tức giận dùng lòng bàn tay phải, phần gần khu vực cổ tay, đánh từ trên xuống khoảng 2 đến 3 cái vào vùng đầu của cháu A. Cháu A càng khóc nhiều hơn, Linh thay tã vệ sinh xong thì cháu A nín. Sau đó, Linh để cháu A nằm trên võng, đi hâm nóng lại sữa và cho cháu A bú sữa bình. Trong lúc cho cháu A uống sữa, cháu A tiếp tục quấy khóc, không chịu uống, bực tức, Linh tiếp tục dùng lòng bàn tay phải, phần gần khu vực cổ tay, đánh từ trên xuống vào vùng đầu của cháu A nhiều cái. Bị bảo mẫu Linh đánh, cháu A khóc nhiều hơn, khóc nấc, biểu hiện tím tái mặt và dấu hiệu ngất đi. Nên Linh hoảng sợ gọi điện thoại cho mẹ cháu A là chị N.A nói dối là cháu bị té võng. Sau đó, chị N.A đến đưa con mình đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận toàn bộ hành vi như trên. Cháu bé vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, não khó phục hồi. Chị PTNA, 32 tuổi, giáo viên trường mầm non, mẹ cháu trai NDHA cho biết, hiện cháu bé vẫn nguy kịch và chị chỉ mong con mau chóng hồi phục. Hiện cháu A vẫn đang được điều trị tại khoa ngoại 2, phòng hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Các y bác sĩ của bệnh viện vẫn đang tích cực chữa trị cho cháu. Chị N.A cho hay, chị biết đến bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh từ hội nhóm trên mạng xã hội của cư dân chung cư Lê Thành, quận Bình Tân, nên đã liên hệ gửi con từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày, từ ngày 6 tháng 1. Bảo mẫu Linh giới thiệu với chị N.A là mình có kinh nghiệm giữ trẻ 6 năm. Thời điểm chị N.A gửi con, bảo mẫu Linh đang giữ 5 bé khác, từ 6 tháng đến 1 tuổi. Hai ngày đầu bảo mẫu Linh báo cho chị N.A rằng cháu vẫn vui chơi, bú sữa, ngủ bình thường. Tuy nhiên đến buổi chiều thì cháu hay khóc và bảo mẫu Linh không dỗ được. Ngày thứ 3 trở đi thì bảo mẫu Linh nói cháu không còn khóc nữa và chị N.A đến đón con đúng giờ. Sáng ngày 16 tháng 1, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết cháu NDHA vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại bệnh viện. Theo thông tin từ bệnh viện, đến hiện tại, bệnh nhi vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tổn thương não khó phục hồi và cho biết não của trẻ bị tổn thương đến 99%.